Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Cô đặt lịch tôi gấp trong vòng 2 tiếng. Thì khi mà cô thương lượng với tôi thì tôi bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn đã chấp nhận thì khi mà vào cuộc chơi tôi là người chủ. Bạn hiểu không? Khi mà cô nói chuyện với tôi, cô hiểu được cái cách thông minh, tư duy của tôi á, thì cô mới à lên. Tức là sao? Khi mà bạn đã chấp nhận thì tôi là người được quyền quyết định, tôi trên cơ các bạn. Bạn hiểu không? Thế nên là có những tình huống mình nghĩ rằng mình thỏa thuận, nhưng mà họ lại là cái người trên cơ mình. Thế nên là cái sự thỏa thuận của mình á, nó dường như là căn cứ vào cái người ta muốn hay là không. Đó. Ở đây muốn chia sẻ với các bạn rằng có những thứ các bạn nghĩ rằng nó thuộc về mình, nhưng khi các bạn không đủ bản lĩnh này, không xứng đáng với nó này, thì nó vẫn không có vào trong tay bạn được. Tức là bạn nắm bị tuột, hiểu không? Tuột khỏi tầm nắm của các bạn. Trong trường hợp người phụ nữ này á, thì là một cái cô gái rất là đặc biệt. Cô là người phụ nữ đã có hai đời chồng. Đời chồng thứ nhất á, thì cô gặp cái sự khổ đau vì chồng ăn chơi rượu chè. Mặc dù cô lấy chồng có trí thức nhé, ăn chơi rượu chè, rồi cuối cùng cô bỏ, mười mấy năm cô bỏ chồng. Đến người chồng thứ hai thì cô cũng kết hôn được khoảng 3-4 năm thì cô cũng bỏ. Anh này thì ngoài ăn chơi rượu chè gái gú ra, anh còn có cái món đánh vợ, tức là vũ phu. Anh vì đánh vợ nên vợ cũ của anh mới bỏ anh. Thì cô này sau khi mà ly hôn với chồng thì cũng buồn, cô đơn, không có kiến thức hành xử, cũng như là cô lao đao, cô chơi với vì cảm giác hụt hẫng sau khi mà ly hôn á, thì cô mới bập vào cái anh thứ hai. Đi bước nào, ngã nhào bước đó. Từ cái bước đầu tiên cô đã không rút ra một cái bài học thận trọng cho mình. Cô bước vào cuộc hôn nhân thứ hai thì cô cũng sinh con. Mỗi một anh cô sinh một đứa con. Để tránh cái sự nhạy cảm này tôi không nói là cô sinh con gái hay con trai. Đến khi mà cô kết thúc cái cuộc hôn nhân với cái anh võ sư mà coi cô là vật thí nghiệm, là chuột bạch á, thì cô thoát khỏi được cái việc mà vũ phu. Thì cô buồn chán, cô khổ đau thì cô mới thấy một người đàn ông có rất là nhiều tiền. Người đàn ông này nhiều tiền như thế nào thì không biết, nhưng mà đại khái cô nói là có khoảng hơn 100 tỷ cỡ từ từng đó, và con cái của họ thì không có làm gì hết, chỉ có là ở nhà hoặc là đi chơi vậy thôi. Tức là cái số lượng tài sản của họ quá nhiều. Nhưng mà cô khi mà quen với người đàn ông này thì cô đã mang thai một đứa bé. Thì theo cô nói á, là cái việc mang thai này hoàn toàn ngoài ý muốn chứ không phải là chủ kiến của cô mang thai. Nhưng mà vì cô có nằm những giấc mơ thì cô thấy rằng cô nằm trong giấc mơ thì cô thấy rằng đứa bé này là nhân duyên đến với cô. Thế nên là cô quyết định là sinh đứa bé ra. Khi mà biết cô mang thai á, thì người đàn ông kia đã chối bỏ, nói cô là đến bệnh viện để giải quyết đi. Nhưng mà cô lại quyết tâm giữ lại đứa bé. Đến bây giờ thì cô muốn thỏa thuận với người đàn ông kia là hãy cho con cô một chút tiền, tại vì người đàn ông đó cũng đã lớn tuổi, mà bản thân cô thì không biết là trụ đến bao giờ, có nghĩa là cô lo xa. Vì thấy anh này anh cũng lớn tuổi, anh già rồi, mà tài sản anh có quá nhiều, các con của anh thì sống sung sướng, còn mình làm bé, có một đứa con với anh không có cưới xin mình. Tuy nhiên thì anh lại không cho mình tài sản gì hết, thì cô cảm thấy là thiệt thòi, cô cảm thấy tức, cô cảm thấy là mình cũng bạc phận. Thế nên là cô mang cái sự ấm ức đó, và cô cảm giác tức hơn nữa đó là cô đã chấp nhận làm bé rồi, nhưng mà người đàn ông kia lại có rất là nhiều nhân tình. Thậm chí khi mà cô bầu bì chữa đẻ thì anh cũng không quan hệ tình dục được với cô, thì anh lại tìm đến với nhiều người đàn bà khác. Cái nơi khách sạn mà anh dẫn cô này đến thì cũng là nơi anh dẫn rất nhiều người đàn bà khác đến. Người đàn bà này bụng mang dạ chữa, nhìn thấy người đàn ông mình yêu thích dẫn rất nhiều cô gái đến cái nơi đó để hẹn hò, để mà trịch soạt phang, rồi cô nhìn thấy và cô chỉ có biết khóc thôi, tại vì cô không có cái quyền gì ghen. Tại vì người đàn ông này á, thì tôi cũng chia sẻ với bạn như sau. Bản chất mình nói cái câu này nó thật lòng mà nó phũ phàng, nó buồn à. Bản chất mình là đồ chơi, người ta chơi mình, người ta bỏ tiền ra, người ta xài sử dụng mình, thì người ta không có cái nhu cầu yêu thương đó. Thì chính bởi vì vậy nên người ta không trân trọng mình, và bản thân người vợ có đủ tư cách để đi ghen, mà người vợ còn không đi đánh ghen, người vợ còn không tức giận, thì em đâu có cái lý do và có cái cơ gì, có cái trình nào mà ghen với người ta. Thế nên là mình chỉ đứng sau, mình im miệng. Đó vẫn là cái cách mà ông đã chọn rất là nhiều người chơi qua đường, nhưng mà anh ta vẫn lưu luyến với một mình em là lâu dài. Vì sao? Em có một đứa con gắn kết với họ, chứ không phải bởi vì anh ta yêu thương em. Em hiểu không?
đứa con á là giữa em với anh ta hình thành nên, nhưng mà do em muốn một chiều, anh ta đã không nhận đứa con từ khi em báo là em mang thai. Em gửi hình, gửi ảnh cho anh ta nhưng anh ta không phản hồi, anh ta cũng không thăm con và anh ta cũng chỉ gửi tiền để trợ cấp. Tức là anh ta chấp nhận làm cái phần trách nhiệm với em khi mà đã có cái việc em muốn giữ lại con. Theo anh ta là em cố ý giữ lại con nha, còn anh ta là không muốn nha. Còn trong cái vấn đề như thế này, em cũng đang có tư tưởng sai ở cái chỗ như thế này em nè. Em có một cái tư tưởng sai là em nghĩ rằng á là em chấp nhận quen anh ta để mà giữ chân anh ta, nhưng anh ta không hề chấp nhận quen một mình em để thỏa mãn anh ta. Với anh ta, em chưa phải là một sự thỏa mãn. Anh ta muốn nhiều hơn, nhiều người đàn bà hơn. Tính anh ta lăng nhăng từ khi anh ta có vợ. Chính vì như thế đấy nên anh ta mới ngã vào tay em. Em là một người phụ nữ có nhan sắc, tầm thì cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà mình lại không nhận biết ra được nhan sắc. Và sự thông minh của người đàn bà chính là vũ khí mà giúp cho người đàn bà có quyền lựa chọn cho mình một cái danh phận hoặc là một cái vị trí, một cái thế để mà người đàn bà không có bị ê chề trong cuộc sống và chọn mình, đưa mình lên gọi là cành cao, chỗ đẹp, nơi sang trọng, nơi mà mình đáng được trân trọng để mà ngồi. Nhưng mà rất là nhiều người có nhan sắc nhưng mà lại không có gọi là sự sáng suốt, nên người ta mới gọi là bị lụy tình, lụy trai. Một trong những bài học mà em cần phải rút ra đó chính là em phải cần buông bỏ những người đàn ông, bởi vì những người đàn ông đến với cuộc đời em, ba người đã đẻ cho em ba dòng con, thì điều đó cho thấy rằng nhận thức của em có vấn đề. Mặc dù em đẹp nè, em có trình độ nè, em là người giỏi nè, thì chị khẳng định em là người giỏi nè, người có nhan sắc nè, nhưng mà em lại bị lụy. Vì sao? Cái nghiệp chướng và cái đường gọi là nhan sắc của em á, nó đưa em đến những cái chỗ tăm tối, em hiểu không? Đó là những cái điều mà chị chia sẻ em nha. Còn cái vấn đề mà mình mong muốn hạnh phúc đến với mình mà chờ người đàn ông, thì chị thấy, nói thật với em á, là chị thấy rằng đàn ông không mang lại hạnh phúc cho đàn bà, mà chính người đàn bà tạo ra cho mình những giá trị để tương xứng với người đàn ông để được hạnh phúc trong cuộc sống này. Hạnh phúc không có chân, nó không phải là nô lệ của em, mà em phải tạo ra nó, em phải cố gắng trau dồi bản thân mình để xứng tầm với những người đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Em hiểu nha. Cái tên Zalo của em nó mơ mơ mộng mộng, nó thơ thơ thẩn thẩn, nó không có tỉnh thức mà nó chẳng bình an. Thế nên là nó tạo cho em cái con đường, cái đường lối tư duy của em á, nó bị lụy. Người đàn ông đầu tiên em đã khổ đau, người đàn ông thứ hai em cũng khổ đau, người đàn ông thứ ba cũng đem cho em rất nhiều khổ đau, mà em còn truy đuổi mong cầu người đàn ông này cho em tiền. Ha, em hỏi tôi là em có nên khởi kiện để em được cái tiền trợ cấp và tranh giành tài sản hay không? Coi như là tôi chia sẻ với em như sau: nếu mà trong trường hợp em ra tòa khởi kiện về vấn đề là nhận cha cho con, mặc dù người đàn ông kia sẽ từ chối cái quyền mà nhận nuôi đứa bé, cho dù tòa án có quyết định rằng anh ta phải trợ cấp khi mà đã có cái căn cứ ADN 99,9% họ có huyết thống cha con với nhau á, thì người đàn ông kia không trợ cấp, em làm gì được họ? Em lại đi kiện đúng không? Đi kiện thì anh ta nộp tiền, rồi một thời gian sau anh ta lại không nộp tiền, em làm gì được anh ta? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, do cái sự quản lý là không có quản lý theo cái dạng ID giống như Nhật Bản hoặc là Mỹ và các nước tiên tiến á, thì cái việc mà quyết định từ tòa án á, tòa án làm việc với ngân hàng á, thì không có cái bước đó. Thế nên là người đàn ông hoàn toàn họ không có thực hiện, coi như là tòa xử thì là một việc, còn họ làm hay không lại là một việc khác. Vấn đề là em phải đi kiện lại một lần nữa. Thứ nhất là em phải chuẩn bị thời gian, và khi một người đàn ông mà đã không muốn tạo con chung với em mà em cố tình để lại đứa con đó, rồi bây giờ em vịn vào đứa con đó để đi khởi kiện anh ta, với một người mà háu thắng mà ở cái kèo trên như anh ta sẽ dập em. Anh ta sẽ dập em bằng cách nào? Thứ nhất là anh ta sẽ nói với vợ anh ta để mà nhận đứa con đó, giành đứa con đó của em để làm cho em bực chơi. Nếu mà em, con em có phước được nhận vào gia đình đó, gặp cái người vợ tử tế, vợ của nhân tình tử tế, thì vợ của nhân tình sẽ nuôi con em. Nhưng mà em cũng nên biết rằng cái sự tử tế và trách nhiệm của mỗi người nó đứng ở góc độ khác nhau. Có những trường hợp khi mà người mẹ kế sống với con riêng của chồng, họ chiều chuộng con riêng của chồng từ A đến Z, và cuối cùng là đứa trẻ đó biến thành một đứa trẻ hư. Em hiểu không? Sự ngọt ngào, dung dưỡng làm cho đứa trẻ đó bị hư. Em hãy nhìn và ngẫm con của anh ta. Con của anh ta có những đứa con trai cũng đã hư hỏng vì nghiện hút. Không có một thằng con nào mà sáng giá,
Chính vì vậy anh ta cũng mong cầu em sinh ra cho anh ta một đứa con trai. Nhưng cuối cùng em đi siêu âm thì bác sĩ cũng nói rằng con trai, nhưng mà cuối cùng á thì lại là con gái. Thì tôi mới hỏi em là trong quá trình siêu âm á, em có mua chuộc bác sĩ để nói với bác sĩ là nói dối với anh ta là con trai hay không? Thì em nói là em không làm chuyện đó. Thì nếu mà như vậy á, thì ngay cả bác sĩ mà siêu âm với em á, người ta cũng nói đây là một chuyện lạ. Trong rất nhiều ca mà anh ta siêu âm á, thì lúc nào siêu âm cũng thấy con chim nó hiện ra, nhưng mà đến tháng thứ 8 thì bắt đầu tự nhiên con chim nó đổi thành con bướm, thì thành ra là em sẽ sinh một đứa con gái. Khi mà biết đến điều này mà em vẫn giấu, tại vì đến giờ là 8 tháng rồi không bỏ thai được, thế nên em giấu từ lúc em biết là nó hình thành một cái thai con gái, em giấu đến khi em sinh. Sinh xong thì em biết là con gái, em báo tin cho ông thì ông bỏ em luôn. Ông nói rằng con gái ông không có cần. Vấn đề ở đây là ông ta đã xác nhận là ông ta chỉ cần con trai thôi. Đây cũng là một cái điều tổn thương cho những người phụ nữ ha các bạn ha. Trong những cái tình huống mà người ta muốn có con trai, tại vì sao? Con trai của họ nắm giữ tài sản của họ, nhưng những đứa con trai của họ đều hư, đều nghiện và làm những cái điều khiến cho cái người đàn ông đó khổ đau. Thì tôi nói cho em biết là những đồng tiền của người đàn ông như thế tạo ra là đồng tiền nghiệp chướng. Cho dù người ta giàu không biết bằng lý do gì, nhưng những nhân duyên người ta tạo, người ta gieo cái nhân tà dâm quá nhiều ở nhiều nơi với nhiều người đàn bà, thì cái nhân duyên đó cũng tạo ra những cái nghiệp không hề lành gì cho em nhé. Bây giờ em đã tìm đến với chị chia sẻ cho em một cách rất là đời và thực tế trong tình huống của em như sau. Em có ba đời chồng, có thể nói là như vậy được đúng không? Tại vì em có ba dòng con với ba người đàn ông, mình đã trải qua ba cuộc tình với người đàn ông. Em thấy rút ra cái trọng tâm khi mà em đến với họ thì là gì? Em có được hạnh phúc không? Ba người đàn ông đều không mang cho em hạnh phúc, nó khiến cho em khổ đau, thế nên em mới thay đổi. Còn nếu em thay đổi mà em lại nói rằng em hạnh phúc, hoàn toàn là không đúng. Nếu em hạnh phúc, em đã tồn tại với một người rồi ha, một người đã đủ làm cho em an yên em ở lại được rồi, đến ba người đàn ông mà vẫn không đem đến cho em hạnh phúc, thì em suy ra cho cùng một cái bản chất cuối cùng là đàn ông không mang lại hạnh phúc cho em. Cái thứ hai là em cũng tự lực, tự làm, tự kiếm sống. Tại em có trình độ đại học mà em lại là cái người kiếm ra tiền nữa. Một tháng em kiếm được 30-40 triệu. Một mình em nuôi một đứa con là không có thiếu thốn, mà gọi là nói chung là cũng dư ấy, cũng gọi là thoải mái, đúng nào? Vì bây giờ trong cái tình huống của em, ba người đàn ông không mang đến cho em hạnh phúc được. Vậy thì cho chị hỏi, ba người đàn ông có đem đến cho em tiền không? Ba người đàn ông em không ăn được tiền của họ, em không có được tiền của họ. Mặc dù cái người đàn ông cuối cùng á, già hơn em, xấu hơn em, có tiền nhiều hơn em, có cả 100 tỷ mà anh ta còn không cho em được 1 tỷ. Thì em thấy đó, em không có cái phước được tiền từ đàn ông. Em làm cách này hay làm cách khác, em cũng không có tiền. Cho dù em khởi kiện, người ta lại càng tức hơn nữa, bởi vì người ta không có muốn tạo ra đứa con đó. Bây giờ vì cái đứa con đó mà gây ra cho họ cái sự bực bội, gây ra cho họ cái sự mất danh tiếng, họ càng ghét em hơn. Và bây giờ em nói rằng em muốn đi kiện anh ta để anh ta phải nhận con, để anh ta cho con em tiền, thì anh ta đã ghét em, anh ta đã đi quen với cô này cô kia, thì em ghen lên, em tức lên, em giận lên. Em có cái quyền gì để mà ghen, để mà giận? Vợ người ta còn không ghen, vợ người ta còn chẳng thèm ghen, chẳng thèm nói chuyện với em, dù có biết rằng em có con đó, nhưng mà người ta đâu thèm quan tâm gì em, tại vì em không phải là cái người mà khiến cho người ta phải đi nói chuyện đấy. Có những người vợ người ta ở cái mức như vậy em nhé. Bây giờ tiền thì không ăn được của đàn ông, hạnh phúc thì đàn ông không mang lại cho em. Em tìm chỗ dựa vào ở đàn ông thì em thấy rồi đó, ba người đàn ông em chẳng dựa vào họ được, mà em còn phải chạy theo họ, năn nỉ họ để họ cho con em một cái chút gì đó. Chị nói em nghe đơn giản vậy nè, em cũng đã là cái người từng trải với đời này, không phải là non tơ, không phải non nữa để mà mình cuồng chạy với cái cuộc sống, mà em phải nhìn ra bản chất của cuộc sống, bản chất của em, bản chất của những người đàn ông đến với em là cái gì. Cái thứ hai, em cần phải nhìn nhận lại bản thân mình, sống như vậy có phải là đang cuồng quay vì tiền không? Em thấy rằng con của anh ta, con ruột của anh ta thì có tiền, mà em á thì cũng có con với anh ta, em là con ngoài giá thú, nhưng á em không thấy anh ta đã động gì về vấn đề tiền bạc hết. Anh ta có thể không cho tiền em, nhưng em không quan hệ tình dục với anh ta thì anh ta cũng không đưa cho em 5-10 triệu. Tính ra là anh ta cũng dùng tiền đó nhấp nhử. Em thì chị nói thẳng với em là em có tiền, em có nhan sắc, em không quan hệ tình dục với anh ta thì anh ta vẫn có nghĩa vụ trợ cấp cho em. Thì em nói không có chị ơi, em phải đi qua đi lại với anh ta thì anh ta mới cho tiền. Vậy chị nói thẳng với em nè, vậy thì em làm tiền với anh ta sao?
Em trở thành một cô gái ngành với cái người đàn ông mà em sinh con ra hay sao? Em hiểu ý chị nói không? Nếu tư duy của em ở cái mức như vậy, em chỉ vì số tiền nhỏ, em sẽ bỏ đi số tiền lớn. Vì em đã nhắm đến tài sản lớn mà em vụn vặt những cái đồng tiền nhỏ, em sẽ mất và không có được những đồng tiền to. Khi mà tư duy của em chỉ ở cái mức như vậy thôi thì anh ta sẽ đối xử với em ở cái mức như vậy. Và anh ta không muốn em dùng đứa con là cái lá bài đào tiền. Anh ta không muốn biến đứa con trở thành cái cuốc chim để đào cái tài sản của anh ta. Anh ta đã không muốn nhận đứa con đó là con của anh ta. Vì cái việc em quan hệ tình dục với anh ta mà mỗi tháng anh ta rỉ rỉ cho em số tiền 5 cho đến 10 triệu để nuôi con, thì cái điều đó là em phải dùng cái thân mạng của em ngủ với anh ta để đổi lấy đồng tiền. Em hiểu ý chị nói không? Nếu mà một người đàn ông đã chặn cái đường đi của em như vậy, tại sao em không làm lại cuộc đời của mình một cách chính đáng hơn? Em có thể xây dựng lại bản thân mình, em có tài năng. Cái thứ tiếng em nói là ngôn ngữ vua, em sử dụng được cái thứ ngôn ngữ vua 80 nước trên toàn thế giới này sử dụng, mà em lại không biết tìm cho mình một người đàn ông. Quả thật là trời ban cho em nhan sắc, nhưng mà đã lấy đi của em rất nhiều thứ. Đó là cái sự thức tỉnh của em, đó là sự sáng suốt của em, đó là tư duy mạnh mẽ của một người đàn bà có nhan sắc. Đàn ông á, người ta có tài năng, tài sản và cái vẻ bề ngoài của họ, đó là tài sản của họ, những cái đó thuộc về sức hút của họ, đó là cái sự hấp dẫn của người đàn ông. Còn đàn bà thì sao? Nhan sắc nè, mà người đàn bà không biết nói chuyện, người đàn bà không có khôn ngoan, thì những người đàn bà đó sẽ trở thành những bông hoa lài cắm vào cái bãi gì đó thì em tự biết đi ha. Thì chị muốn nói với em biết rằng có rất là nhiều người phụ nữ có nhan sắc, nhưng mà lại không biến cái nhan sắc đó trở thành một cái loại vũ khí đặc biệt của mình để mà mình được ở cái thế cao, gọi là chim quý chọn cành cao mà đậu, hiểu không? Hoa ly, hoa lan bán với giá rất đắt, vì sao? Vì nó cao giá, vì nó có hương thơm. Cũng là những dạng hoa, tại sao mình lại biến mình thành hoa lài, hoa dại cho người ta chà đạp, cho người ta làm xấu mình ra? Vấn đề ở đây là do tư duy của em quá lụy. Em phải xác định như này nè, em đến với những người đàn ông đó, họ đều không có tình yêu với em. Họ không có tình yêu với em, nhưng em lại lụy và em xem họ là cả thế giới, cả bầu trời, là oxy của em dại ở chỗ này, em lụy ở chỗ này, em không sáng suốt là ở chỗ này. Đáng lẽ em phải xem họ là phương tiện để mà làm cho em được hạnh phúc và sung sướng khi tồn tại bên cạnh họ, thì em lại đảo thế cờ. Em đẹp, em sang, em quyến rũ, chị hỏi là hình này hình thiệt của em không? Đó, thì tôi nói thiệt với em là những người phụ nữ mà cho tôi nhìn mặt trực tiếp thì tôi mới thấy họ đẹp. Còn riêng em á, thì em không cho tôi thấy, thì tôi thấy là em chụp hình thì đẹp đó. Tất nhiên chụp hình mà tôi mà trang điểm lên tôi cũng không có thua gì hot girl đâu ha. Nhưng mà tại vì tôi không có trang điểm, bạn hiểu không? Tôi không có trang điểm nên tôi trở thành một người bình thường ha, mặt mộc như vậy thôi, để tôi trang điểm sơ sơ vậy thôi. Còn những người phụ nữ có nhan sắc mà lại biến mình thành con gà chui vào cái chuồng, nó rách rưới, nó không đáng, thì người phụ nữ đó phải xem lại cái đầu của mình, xem lại cái tư duy, cái hệ thần kinh của mình nó có ổn không. Người phụ nữ mà không có biết chọn cành cao mà đọc, tất nhiên là quen với cái anh người yêu giàu có, tưởng là đào được của anh, tưởng là anh có tiền, nhưng mà sai. Có nhiều người đàn ông giàu như rốt keo, bạn hiểu không? Người ta chỉ đi chơi gái, trả tiền cho cái cô đó rỉ rỉ từng chút chút rồi đấy, chứ không mất đi một số tài sản lớn. Giống như tôi đã từng tư vấn cho khách hàng của tôi, có một chị kia chồng chỉ là bán vàng nha, nhà chỉ là bán vàng, và chị còn có một cái cơ sở làm lớn lắm, liên quan đến cái gì thì tôi không nói. Nói chung là anh cũng làm chủ của một cái hãng lớn, rồi chị thì bán vàng. Nhưng mà chồng ra ngoài gọi là chơi gứa đó, đi tìm những cái cô dịch vụ gọi là rau xanh rau sạch, gặp cô nào mà không chồng hoặc là cô nào mà xả đến với anh là anh quất láng hết đó. Anh có con rơi con rớt, nhưng mà anh nói là anh nói với chị vợ là tiền của bà không có mẻ. Tôi mà có đi chơi á thì gái mà ăn được tiền của tôi thì chỉ ăn được những cái đồng nhỏ lẻ, cho dù có con đi nữa thì tôi cũng dùng cái số tiền nhỏ nhỏ để đưa cho nó nuôi con, chứ tôi không có lấy tiền của bà hoặc lấy tiền nhà này ra đem cho nó đâu. Thế nên là cuộc đời của ông là làm ra nhiều tiền, ông phá cuộc đời ông vậy, ông chơi như vậy đó, ông nói đẻ cho ông chơi và sống theo cái ý của ông đó. Thế nên bà vợ bà cũng không bỏ chồng làm gì, cũng giống như em trong tình huống này, bà vợ bà cũng chẳng thèm nanh nọc với em, bà vợ cũng chẳng kiếm em, mà em cũng khẳng định và nói chuyện với chị rằng bà vợ bà rất đàng hoàng tử tế, trong cái khu đó ai cũng nể bà hết á, bà là người đàng hoàng rất là tử tế và bà không có làm ra những cái hành vi thái độ xấu gì hết. Trong cái tình huống này em cũng đâu có chạy đến nhà bà ta để mà nói với bà ta được. Cái thứ hai nữa, bây giờ em dùng cách là khởi kiện, em khởi kiện đi, cuối cùng cái sự ê chề vẫn thuộc về em. Nói thật ra mà nói á, khởi kiện xác nhận
ADN, người đó là con của em. Thì khi mà người ta đã có cái tư duy em dùng đứa con để đào mỏ và ép buộc người ta phải xì tiền ra, thì người ta cũng đủ khôn để mà chặn em lại. Người ta sẽ làm sao? Trời ơi, đầu tôi mà tôi còn nghĩ là được, huống chi cái đầu ông đó ha. Người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ thiết lập tài sản từ khi mà em khởi đơn kiện. Em nộp đơn kiện một cái, có giấy mời một cái gì, tôi kêu mấy đứa con tôi ra ngoài phòng công chứng, tôi sang hết tài sản cho những đứa con và một phần nào đó dành riêng cho bà vợ. Xong, em không thể nào mà lấy được tiền của tôi hết. Hoặc là những cái tài sản của tôi mà đã chuyển thành tiền á, nó có một cục trong ngân hàng, nó đứng tên tôi rồi á, đứng tên cái ông đó rồi á, thì ông đó ông không sợ. Ông không sợ con ông lấy, mà cũng chẳng sợ vợ lấy. Em hiểu không? Và tất nhiên con em vẫn là con ngoài giá thú, nhưng chẳng tranh kiện được tài sản. Vì họ biết rằng em dùng đứa con đó để mà moi tiền, hoặc là trấn áp người ta, hoặc là ép người ta phải xì tiền. Khi mà người ta không chọn đứa con đó tồn tại trên đời, mà em dùng cái hành vi thái độ ép người ta phải chia tài sản cho em khi mà người ta không muốn, thì người ta sẽ có cái chiêu thức để mà em có làm gì đi nữa, về mặt pháp lý em cũng không lấy được tiền của họ. Họ là cái người nắm cuộc chơi giống như em. Em nói 2 tiếng bao nhiêu đó, nhưng mà em nói em 1 triệu như thế nào hả chị, thì nó chốt luôn. Bởi sao? Tôi là cái người trên cơ em rồi. Còn khi mà tiền đã lọt vào tay tôi rồi, thì lúc đó tôi nói chuyện với em bằng cách nào, tôi khôn khéo mà tôi xoay chuyển tình huống, em cũng đâu có lật thế kèo được, đúng không? Thì qua cái câu chuyện em giao tiếp với tôi, thì em đã thấy rồi, cái người ta mà ở cái bậc mà gọi là bậc khôn hơn em, người ta là cái người mà cầm chuôi chứ không cầm lưỡi, thì chắc chắn phần thiệt nó sẽ thuộc về em hiểu không? Trong tình huống này, bây giờ chị nói thẳng với em, trong trường hợp của em á, thì em không nên lấy chồng lần nữa. Ba đời chồng, quá tam bà bạch, đã không mang lại hạnh phúc cho em. Em nên tu tập trở lại bình tĩnh, để đừng có biến mình trở thành cái người có tư duy nghèo nàn. Em là người phụ nữ một tháng kiếm được 30-40 triệu từ cái tài năng của em, thì em đâu phải là người nghèo. Mà em lại còn có nhan sắc nữa. Vậy mà cuối cùng em đâm đầu vào ba người đàn ông, đi bước nào là ngã nhào bước đó. Em phải học cái cách đi bước nào cao bước đó. Em hiểu không? Thế mới gọi là khôn. Còn đằng này mình cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rồi gặp vỏ sầu riêng, nó chẳng ra cái gì hết. Bây giờ trong cái tình huống của em cũng không phải là người phụ nữ thiếu tiền ha. Mỗi một dòng con thì em đã có một cái bài học dành riêng cho mình rồi. Bây giờ em có một đứa con, còn những đứa con kia thì gia đình nội cứ giữ lại, rồi cũng có gia đình tranh chấp con với em. Thì nói chung là bây giờ em chỉ có nuôi một vài đứa bé thôi. Thì bây giờ em sống cuộc đời như vậy đi. Em đừng có chạy theo ống nữa, và em đừng có đem thân của em ngủ với người đàn ông giàu đó để mà lấy tiền. Em làm như vậy là em đang hạ thấp chính em. Em vì cái tư duy không đúng nên em làm cho em khốn khổ. Khi nào em buông bỏ được đàn ông thì em sẽ không còn nghiệp chướng nữa. Cái việc em làm người thứ ba nó đã gây ra cho em cái nghiệp chướng tà dâm. Còn em còn ghen tuông khổ sở. Trong khi đó em có giá như vậy, em đang đẹp như vậy, em có tài năng như vậy, em chạy theo một ông già giàu có nhưng keo kiệt để làm gì? Để hy vọng rằng con em được số tiền. Chị nói cho em nghe nè, tiền nó không phải của em nhé, nó sẽ có cách ra đi của nó. Em thấy những đứa con của ông không? Ở nhà chơi không, sử dụng tiền của ông đó, nhưng mà tạo ra toàn nghiệp chướng, tạo ra những cái sự xấu xa nhục nhã cho gia đình của ông. Em thấy quả báo không? Ông ra đường chơi gái, dùng tiền để mà sát, dùng tiền để mà sử dụng người ta, dùng tiền để mà chơi qua đường và thỏa mãn cái dâm dục của mình. Và cuối cùng sao? Con gái của ông như thế nào? Con trai của ông như thế nào? Nói đến đây thì em nói cho tôi nghe rồi, nhưng mà tôi nói như vậy để tránh cái tình trạng nhạy cảm cho một ai đó đang nghe. Em thấy không? Con của ông có ra gì không? Người ta sử dụng số tiền nghiệp chướng, người ta bị như thế. Sống với một người đàn ông mà tà dâm như vậy, tôi nói thẳng với các bạn luôn đó, đi chung xe với cái người mà đại ác, cái xe đó nhiều khi nó lật là do cái người đó cái vận xấu. Em hiểu không? Những cái nghiệp chướng nó bu đến cái người đó, mà mình giao du với người đó, mình đi xe chung với người ta, lật xe tuy mình không sao nhưng mình bị ảnh hưởng. Em đi ngang qua cái làng bán cá, người em nó hôi mùi cá. Em đi ngang qua cái chỗ bán hoa, hương thơm hoa nó dính vào áo em. Em ở gần cái người như thế nào thì nghiệp chướng em cũng như vậy. Thế nên là có một số công ty á, tôi hình như trên kênh Zalo tôi có đưa ra đó, cái anh này anh nói là khi mà anh tuyển nhân viên, anh chọn những người gọi là tu Phật nè, ngồi thiền nè, là cái người đàng hoàng nè, là cái người giữ giới nè, và là cái người không tà dâm. Vì sao? Anh muốn cộng tác với những người có đạo đức đàng hoàng thì công việc làm ăn của anh mới được phát triển tư duy tốt đẹp. Còn anh nói rằng mình liên kết với cái người tà dâm, cái người xấu xa, thì cái công trình của mình, cái làm cái dự án của mình nó rất là dễ sai, dễ đổ vỡ, dễ bị đền, rồi rất là nhiều các vấn đề phức tạp. Tại vì chỉ có cái con người đàng hoàng, tốt, tử tế, sống một cách xác suốt, bình tĩnh, bình an á, thì mới mang lại được những giá trị tinh khiết cho cái dòng chất lượng sản phẩm mà anh chọn.
Đó là cái cách mà người chủ chọn nhân viên làm việc. Người ta muốn kết hợp với những người có đạo đức, đàng hoàng tử tế để tạo nên những cái dòng sản phẩm và những cái công trình kiến trúc nó đẹp đẽ. Bạn hiểu không? Trong cái tình huống bạn như vậy cần phải nhìn nhận lại chính mình. Cái quá trình bạn tu tập á, cũng là bạn đang chuyển nghiệp. Tu chính là sửa chuyển nghiệp. Thì bây giờ em cần phải bình tĩnh lại, đừng có chạy theo đồng tiền, đừng có cuồng theo đồng tiền. Bởi bản chất em không có tiền trợ cấp từ người đàn ông kia thì em cũng không nghèo. Cách đây 2 năm về trước em đã tìm đến với tôi, em muốn tư vấn rồi, nhưng mà em lại không chọn tôi. Em vẫn chưa sẵn sàng. Đến bây giờ em sẵn sàng thì tôi tiếp cho em một cái nguồn năng lượng như vậy để cho em nhận thấy rằng cuộc sống và bản chất em chưa nhìn thấy rõ cái bản chất của nó, và em vẫn chạy theo những cái thứ gọi là phù hoa dông gió để em có được những cái sự khổ đau. Em hiểu không? Tiền thì mình không có được từ đàn ông, chỗ dựa mình đã không dựa vào được, hạnh phúc mình cũng không có được. Vậy thì em còn tha thiết gì với đàn ông để đi tìm chồng? Em hiểu ý chị nói không? Mình phải sống bằng chính mình, bằng cái sự tài năng của mình, công việc của mình, sức khỏe của mình là của mình, nghiệp chướng thiện là của mình, nghiệp ác là của mình, những thứ đó là của em. Còn đàn ông không phải của em. Đàn ông đem đến cho em những sự khổ đau, những cái sự phiền toái, những nghiệp chướng trong cái con đường tà dâm khi em làm kẻ thứ ba. Em thấy điều đó không? Ba bài học của ba người đàn ông đến với cuộc đời em, nó đủ làm cho em thông minh sáng suốt chưa? Nếu mà đủ sáng suốt, thông minh, đủ bình tĩnh, đủ thức tỉnh thì em đừng có mơ mơ màng màng giống như cái cách mà em đặt tên Zalo của em. Em đừng có mơ. Em hãy tỉnh đi để giác ngộ, để thức tỉnh và đánh thức chính con người của em, sống đúng, đứng trên đôi chân của mình và không dựa vào đàn ông em nhé. Rất là cảm ơn em đã chọn tôi là người tư vấn trong tình huống của mình. Rất là trân trọng mọi nhân duyên, những người thứ ba, những bạn thứ ba đã dũng cảm tìm đến với tôi để tôi vực dậy tinh thần, rời bỏ vị trí thứ ba của người đó. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa. Em ngã ở đâu, em đứng ở đó. Hãy tạo thành một cái sức mạnh để giúp cho nhiều người phụ nữ giống như em vượt qua được nghiệp chướng tà dâm cũng như là thoát khỏi vị trí của người thứ ba, và em sẽ có một cuộc đời sống đúng ý nghĩa và có ý nghĩa, có ích lợi cho nhiều người em nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này của tôi. Xin chào.